Xin chào mọi người, không biết các bạn cảm thấy thế nào chứ mình thì thấy dạo này Max Daily của chúng ta có vẻ như đang dần biến thành China Daily, khi mà hầu như 80% thông tin chúng ta cập nhật hàng ngày đều đến từ đất nước này. Đã thế thì rất nhiều thông tin không có tên nguồn rõ ràng nên cũng có độ tin cậy rất hên xui. Nhưng dù sao thì Trung Quốc hiện nay vẫn là công xưởng của cả thế giới nên nguồn tin cũng khá dồi dào. Đúng sai tính sau, còn hơn là không có gì đúng không? Đây là Max Daily ngày 5 tháng 1 và Apple, LG cùng Huawei sẽ là những cái tên mà chúng ta được nghe trong ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đến với Huawei. Vâng, nếu như hồi năm ngoái chúng ta có Asus Zenfone 2 là mẫu điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới được trang bị bộ nhớ RAM đến 4GB, thì theo một số nguồn tin ẩn danh từ Trung Quốc cho biết, hãng này sẽ giới thiệu mẫu smartphone P9 của mình ngay hôm nay trong một buổi họp báo trước thềm sự kiện CES 2016. Đây có vẻ như sẽ là smartphone có lượng RAM lớn nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại khi nó được trang bị tới 6GB cho bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên này. Trước đây thì mình luôn quan niệm là RAM điện thoại càng nhiều càng tốt, chip càng mạnh càng hay. Nhưng cho đến bây giờ thì khi đã trải nghiệm khá nhiều thiết bị thì suy nghĩ của mình cũng thay đổi. RAM nhiều, chip khỏe không phải là điều đáng quan tâm nhất, mà đó là khả năng đáp ứng các nhu cầu cơ bản khi so với mức kinh phí bỏ ra, cũng như sự tiện lợi trong giao diện và trải nghiệm người dùng đến từ tính tương thích và quản lý tài nguyên hệ thống. Tóm lại, mình thấy là nhiều RAM thì dùng hết nhiều, ít RAM thì dùng hết ít, quan trọng là nhu cầu của mỗi người. Còn các bạn nghĩ sao về con số 6GB RAM trên Huawei P9? Hai thông tin tiếp sau đây thuộc về iPhone 7 của Apple. Mới đây thì trên trang công nghệ Gizchina đến từ đâu thì không cần nói anh biết đúng không? Đã cho đăng tải những hình ảnh render rất chi tiết về mẫu iPhone 7. Những hình ảnh này không hẳn là concept cũng không hẳn là hình ảnh thực tế, vì Gizchina đã tạo ra nó dựa trên các tin đồn và thông tin từ những nhà cung ứng linh kiện cho Apple. Thế nên chúng vừa đáng tin vừa không nên tin. Thôi, dù sao thì chúng ta vẫn có thêm một cái nhìn khá trực quan về mẫu iPhone chưa ra mắt này. Cụ thể thì theo hình ảnh, các bạn có thể thấy iPhone 7 sẽ sử dụng mặt kính cong 2.5D như iPhone 6 và 6S, nhưng phần viền kim loại lại được chế tác như iPhone 5, vuông thành sắc cạnh. Ngoài ra thì có vẻ như iPhone 7 của chúng ta vẫn sẽ được giữ nguyên nút home vật lý cùng cổng tai nghe 3.5. Không rõ là Apple có thực sự tạo ra một sản phẩm như thế này hay không. Nếu không thì tốt, chứ còn nếu làm thật thì quả thực rất đáng thất vọng vì nó có quá nhiều chi tiết thừa thãi, rời rạc và mất thẩm mỹ. Tiếp theo sẽ là về iPhone 7 Plus, lần này là thông tin từ trang MyDriver, lại đến từ Trung Quốc luôn. Theo họ thì iPhone 7 Plus sẽ có thêm tùy chọn bộ nhớ trong lên đến 256GB và dung lượng pin sẽ được nâng lên thành 3100mAh. Đây là hai con số rất ấn tượng, nhất là với sản phẩm của Apple. Trước đây thì chúng ta đã rất thoải mái với thời lượng pin của iPhone 6S Plus, mặc dù nó chỉ có dung lượng pin là 2750mAh mà thôi. Hơn nữa thì con chip A10 trên iPhone 7 cũng được cho là sẽ tiết kiệm điện năng hơn đáng kể so với A9. Như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào trải nghiệm pin tuyệt vời trên iPhone 7 Plus. Tuy nhiên lại có một số nguồn tin khác cho rằng Apple sẽ tăng độ mỏng của bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus giới hạn trong khoảng từ 6 đến 6.5mm mà thôi. Thế nên khả năng iPhone 7 Plus được tăng dung lượng pin sẽ xảy ra rất thấp, trừ khi là họ nắm trong tay kỹ thuật chế tạo pin mỏng hơn. Nãy giờ thì chúng ta đã có quá nhiều thứ từ Trung Quốc rồi, và cuối cùng hãy đến với đất nước Mỹ. Theo trang The Verge, LG đã chuẩn bị một nguyên mẫu màn hình có kích thước 18 inch cùng khả năng cuộn tròn và bẻ cong như bất kỳ tấm phim bình thường nào khác để trình diễn tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2016 diễn ra vài ngày tới tại Las Vegas. Trước đây thì LG cũng đưa ra các bản dựng công nghệ tương tự nhưng mà chưa có hình ảnh chính thức trên sản phẩm thực tế nào. Không chỉ có LG theo đuổi công nghệ màn hình dẻo, chúng ta đều từng nghe về công nghệ này từ các hãng như là Sony, Samsung, Sharp hay một số hãng điện tử khác. Tuy nhiên, để ứng dụng được thành phần này lên smartphone hay máy tính bảng thì có lẽ là chúng ta còn phải chờ đợi một thời gian khá dài nữa, vì chỉ màn hình thôi chưa đủ, chúng ta cần phải có cả pin dẻo này, chip dẻo này, bên dẻo, vân vân, rất nhiều chi tiết cấu thành nữa. Thế nên là trước mắt, nhiều khả năng công nghệ màn hình này sẽ được ứng dụng nhiều nhất trong lĩnh vực quảng cáo công cộng hoặc là thiết kế nội thất. Max Daily của chúng ta đã kết thúc tại đây. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cũng như đồng hành cùng Max Channel. Hãy tiếp tục ủng hộ bọn mình bằng cách like, chia sẻ video cũng như đăng ký kênh YouTube để chúng ta cùng nhau khám phá thế giới công nghệ đang chuyển động từng ngày. Còn bây giờ, chúc các bạn có một ngày vui vẻ, học tập và làm việc hiệu quả. Xin chào, hẹn gặp lại.